Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mình thao tác trên cái trang HZAO của FTX. Thì sau cái lần một mà FTX triển khai AO của mình trên dạng đầu tiên là Project Serum, thì Project Serum là một dạng mà đã bơm rất là mạnh trong AO trước, là hiện tại nó đang ít hơn 30 mấy lần và cao nhất là ít 50 lần trên bàn nên. Thì lần này là AO trên FTX rất là hot với dạng hatchet này. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video ngắn hướng dẫn mọi người cách mình tương tác trên cái trang AO này của FTX, bởi vì nó cũng khá là phức tạp. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em một chút về cái luật mình đấu giá trên FTX như thế này. Ok, thì nói đơn giản là cái cấu trúc bit của nó sẽ gồm giá của HZ, giá của HGET cộng với số FTT. Thì cái giá của HGET này nó sẽ dao động từ 1 đến 5 USD. Đó là cái giá mà bạn sẵn sàng trả cho một HGET. Và số FTT này là để tăng cái mức độ cạnh tranh cho cái đấu giá của bạn. Khi mà số FTT của bạn cao hơn người khác thì bạn sẽ được ưu tiên để được khớp lệnh hơn. Thì cái số FTT này nó dao động từ 0 cho đến 56. Thì cái thứ tự khớp lệnh của nó, ở đây mình lấy một cái ví dụ là nó sẽ khớp lệnh theo giá trước. Nếu như cùng giá thì sẽ so sánh FTT. Ví dụ như là 5 USD có 3 lệnh đúng không nào? 5 USD và 0 FTT và 5 4 USD và 20 FTT và 4 USD và 10 FTT thì nó sẽ ưu tiên khớp lệnh 5 USD trước là 5 USD cộng 0 FTT. Sau đó nó sẽ khớp đến hai lệnh 4 USD. Nhưng mà ở hai lệnh này nó khác nhau một cái là số FTT, cho nên là nó sẽ khớp cái lệnh 4 USD và 20 FTT trước, sau đó nó mới khớp cái lệnh 4 USD và 10 FTT. Trong trường hợp như nếu tất cả mọi người, tại vì nó chỉ có hơn 1.200 vé là trúng đúng không ạ? Cho nên là nếu như mà có hơn 1.200 người cùng bid giá cao nhất, tức là 5 USD và 56 FTT, thì FTX sẽ chọn ngẫu nhiên được 1.200 người trong những cái người này để trúng vé mua IO hatchet. Và mỗi vé thì chúng ta sẽ mua được 100 HGET. Ok, thì bây giờ mọi người sẽ truy cập vào cái trang này, đó là cái trang ftx.com xem HGET.io này, và mình sẽ đính kèm cái link này ở dưới video nhé. Và trang này thì mọi người sẽ thấy là nó có một số nút quan trọng. Thì đầu tiên là mọi người sẽ bấm vào đây, create your IO sub-account, tạo một cái tài khoản phụ cho cái IO này. Mình bấm vào đây nhé. Rồi, chỉ cần bấm vào đây là nó đã tạo được tài khoản phụ rồi. Sau đó thì mình sẽ switch từ cái tài khoản chính của mình để xem cái rồi mình switch qua cái tài khoản IO rồi nè. Đó thì mọi người nhìn lên góc mọi người thấy là nó sẽ sạc một cái là HZAO, tức là mình đang nằm trong cái tài khoản phụ IO rồi. Sau đó thì mình sẽ thực hiện chuyển tiền từ tài khoản chính sang tài khoản phụ để mình tham gia đấu giá. Thì hiện tại là thuộc đang có 3 vé, thì mình sẽ chuyển ở đây, mình bấm ở đây mình sẽ chọn đồng USD. 3 vé thì mình tính là bid là 5 USD tối đa luôn, thì mình sẽ chuyển từ tài khoản chính sang IO hết trình. Mình bấm hiện tại mình có 1 năm 1 năm USD, mình sẽ chuyển hết qua luôn đây. Mình chuyển 100 1.500 thôi. Ok, rồi mình sẽ bấm chuyển khoản. Rồi thì nó sẽ lập tức hiện là cái balance của cái tài khoản phụ mình là 1.500 USD. Sau đó mình chỉ chuyển tiếp số lượng FTT của mình qua, mình chọn ở đây, chọn ở đây, mình chọn đồng FTT và cũng từ tài khoản chính sang tài khoản HZAO, và mình chọn số lượng FTT tối đa mình đã mua là một số, mình sẽ chuyển 168 qua bởi vì mình sẽ biết tối đa là 56. Rồi thì nó đã chuyển hết balance ở đây rồi. Còn nếu như mà mọi người muốn chuyển ra, ở đây ngay trong cái trang IO này thì nó chỉ cho mọi người chuyển vào thôi. Còn nếu mọi người muốn chuyển ra thì mọi người vào đây, vào trong menu mình chọn tài khoản phụ, sau đó mình chọn quản lý tài khoản phụ và mình kéo xuống ở dưới, nó sẽ có chuyển giữa các tài khoản với nhau, được chưa? Đó, nó giống như lúc nãy luôn. Rồi ok,
Sau khi mình đã chuyển vào tài khoản rồi thì là hiện tại đã xong rồi, mọi thứ đã xong. Đến giờ bit là cái giờ là 8 giờ ngày ngày 4 tháng 9 là vào ngày mai, cho đến 9 giờ tối, 8 tới 9 giờ tối, thì trong khoảng thời gian này mọi người biết giờ nào cũng được, không nhất thiết mình phải vào sớm, tại vì là nó không có theo kiểu first come first serve, nó không có nhanh nhất mà được, mà là ai trong khoảng thời gian đó biết cũng được hết, cho nên là mình cứ trong khoảng thời gian mình vào mình biết thôi. Thì đến giờ thì mọi người sẽ vào đây nhé, mọi người place và edit bit. Rồi nó sẽ hiện ra cái cửa sổ như thế này, được không ạ? Thì chỗ đây là mọi người thấy những thông tin như sau. Number of ticket là cái số vé mình quyết định mình mua. Max ticket là 3, hiện tại là mình đang có 3 vé bởi vì mình đã hold đủ điều kiện để có được 3 vé rồi. Mình sẽ chọn, ví dụ như mình chọn luôn 3 chẳng hạn. USD hoặc là USDT price of target, tức là cái giá target mình muốn đấu giá là như thế nào. Thì ví dụ mình ở đây mình muốn đấu giá là hẳn là 5 USD luôn, và mình điền luôn 5 USDT. Mọi người có thể điền bất kỳ một cái số lượng USDT nào, ví dụ điền 20 cũng được, đúng không ạ? Thì bây giờ mình điền 56 và mình bấm accept this term. Thì ngày mai nó sẽ hiện một cái nút để mình nộp. Hiện tại thì nó chưa có cái nút đó, tại vì hiện tại là IEO chưa đến giờ, cho nên là mọi người chỉ cần làm như vậy thôi. Ở đây là số lượng vé của mọi người muốn đấu giá, đây là số lượng vé max của mọi người có, thì nó tùy vào cái điều kiện mọi người, tài khoản của mọi người. Đây là giá USD của HG, đây là số lượng STT mọi người muốn tranh đấu, và cuối cùng là mọi người bấm accept these terms và mình sẽ submit cái lệnh đấu giá của mình. Sau khi submit thì mọi người hoàn toàn có thể đổi trong giờ IEO, tức là trong cái khoảng thời gian IEO đó mọi người có thể đổi bất cứ lúc nào, cứ bấm vào đây là mình sẽ edit được. Rồi ok, thì đó là cái cách thao tác cái trang IEO kết của FTX. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người để tham gia cái IEO kết đợt này của FTX. Chúc mọi người thành công.